Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã bắt đầu, trong khi phần lớn học sinh đã được phụ huynh trang bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, thì còn có những nỗi lo cho năm học mới đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ với những khó khăn ấy, nhiều hoạt động tiếp sức hỗ trợ cho các em tới trường đã được các đơn vị khẩn trương thực hiện. Phóng viên đài chúng tôi vừa ghi nhận được hoạt động ý nghĩa này ở quận Thốt Nốt. Gia đình khó khăn, mẹ mất, em Thái Thị Cẩm Lài, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, ở dưới ba. Ba cũng bệnh, không làm việc nặng được nên thu nhập bấp bênh. Chuyện đi học của em gặp khó khăn. Đầu năm học mới, em đón nhận niềm vui khi được trường trao tặng quà và một chiếc xe đạp đi học. Do nhà con nó hơi khó khăn và cái đường nhà con đến trường thì nó hơi xa nên con có gian bạn. Đầu năm thì nhà trường tặng cho con được chiếc xe và 10 quyển tập. Con cảm thấy rất là vui khi có chiếc xe đạp này và nó giúp cho con thuận lợi hơn trong việc đi học. Đường đến trường của con gần hơn, con sẽ phấn đấu trong việc học. Con có thể hoàn thành được ước mơ là bác sĩ của con. Hàng năm, chuẩn bị năm học mới, ban giám hiệu, ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Thốt Nốt tích cực vận động từ các nguồn trao tặng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm học này, trường vận động các đơn vị cá nhân trao tặng 45 thẻ bảo hiểm y tế, 5 xe đạp, hàng ngàn quyển tập, sách, đồng phục cho học sinh, tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Tương tự, trường Mầm non Thốt Nốt năm nay đón hơn 1.800 học sinh, trong đó có khoảng 30 trẻ, gia đình khó khăn. Đầu năm học này, ban giám hiệu nhà trường cũng đã tích cực vận động trao tặng cho học sinh khó khăn, cặp và học bổng mỗi suất 500.000 đồng. Và đầu những năm học thì nhà trường cũng nắm bắt tình hình những học sinh khó khăn đầu năm để mà có một cái sự vận động từ nguồn mạnh thường quân hỗ trợ cho các em, đặc biệt là trong năm học 24-25 này, để tạo cái cho các em có được cái điều kiện thuận lợi hơn nữa khi đến trường. Quận Thốt Nốt năm học này đón khoảng 28.000 học sinh, học viên. Theo số liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, hiện có khoảng hơn 700 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Nhằm tiếp sức cho các em đến trường đầu năm học mới, Hội khuyến học các trường đã vận động trao tặng hơn 400 suất học bổng, gần 70 bộ sách giáo khoa, 12 xe đạp và hàng chục ngàn quyển tập, đồng phục cho học sinh, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Quận ủy, ủy ban, đặc biệt là ủy ban đã có chỉ đạo xây dựng kế hoạch vận động các cái mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm và các cái cựu học sinh đã ủng hộ các cái phần quà như là học bổng, tập, sách, cặp và xe đạp, rồi các cái hiện vật khác. Thốt Nốt thì quyết tâm là không để các em nào mà vì bất cứ một cái hoàn cảnh khó khăn nào mà không được đến trường. Từ hoạt động ý nghĩa này đã hỗ trợ các em thuận lợi hơn trong học tập, chia sẻ, lan tỏa yêu thương trong môi trường học đường và cộng đồng xã hội, vun đắp thêm cho các em tinh thần và ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn, tiếp tục con đường học tập, trở thành những con ngoan trò giỏi.